Hello. What's your name? My name is Daniel. Okay. How old are you? I'm 8 years old. Okay, you are 8 years old. And how are you today? Okay, you're great. Đang Ngọc, can you speak louder? Đang Ngọc nói rất là tốt rồi, nhưng mà nói to lên, rõ ràng lên, mở khẩu hình miệng lên được chưa? Dù cô ở đây là cô nghe quen, cô có thể hiểu được, nhưng mà đôi khi giám khảo người nước ngoài chẳng hạn, hoặc là người mình giáo kiểu cho người bản ngữ chẳng hạn, thì khi mà mình nói nhỏ quá thì họ luôn luôn hỏi lại là khá đấy, can you speak louder? Được chưa? Chúng ta phải nói to lên, đó, kiểu kinh nghiệm vào đâu nha. Và thể hiện cái phong thái mình là tự tin. Khi mà kiểm tra thì sẽ phải nhìn vào mắt của cái người hỏi mình, được chưa? Không trốn đánh ánh mắt để cho mình họ biết là à mình rất là tự tin. Ok. Now, look at these pictures. They look the same, but some things are different. It's sunny here, but it's cloudy here. What other different things can you see? In this picture, the dog is small, but in this picture, the dog is big. In this picture, the girl is swimming, but in this picture, the boy is fishing. Okay. In this picture, the boy is riding a bike, but in this picture, riding a bike, sitting on a bike. Sitting on a bike. Khi nào mà họ đang quay là cả hai cái chân đưa lên đây đạp ấy, thì mình sẽ nói riding. Con đấy chỉ là đang ngồi thôi, được chưa? Rồi, nào, the man. The man is sitting on the bike, but in this picture, the boy. The man. The man is standing. The man is standing next to the bike. Okay. In this picture, there are lots of leaves in the tree. On the trees. On the trees. But in this picture, there aren't lots of leaves on the tree. Ah, mình có thể nói rằng đó là there are no leaves. Okay, no leaves on the trees. Anything else? Look carefully. One more. This one. Oh, but you'll be shocked at một cái. In this picture, the I can see hoặc là there is a what is it? What's it? What's it? Oh, từ này rất là hay dùng đấy. Waterfall. Thác nước chi? Thôi. But in this picture, đó lên đang học. I can see a lake. No, not lake. Lake chỉ là một cái hồ thôi. Đấy là một dòng sông cơ mà. River. Không được quên những cái từ nước hồ ngọc nhá. Đó, những cái từ cơ bản mà. Now, next. These pictures show a story. It's called Kite Comes Home. The girl and the man are at the park. She's holding a blue kite. It's a very windy day. She's very happy. Now you tell the story. Julia is very sad because the kite is flying on the sky and flying away. Chúng mình có thể dùng là flying away, bay đi mất. And that is catching, trying to catch, a kite. Okay. Julia and Dad are wake up là gì? Wake. Không chỉ có từ wake up thức dậy hả? Đó. Go to home. À, chưa.
Câu này là mình có thể nói là gì? The girl and the man are walking down the road. Con nói nhầm thấy chưa? Walking, walk là đi bộ nhưng mà là walk. The girl and the man are walking down the road. Again. The girl are walking down the road. Walking down the road. Đi bộ trên con đường ấy. Tiếp. The girl is very sad. Okay, anything else? And the man trying to make the girl happy. The girl is patting the cat on the tree, and the man is very surprised. Thật ra cái bài này mình có thể nói được rất là nhiều chi tiết. Bây giờ các học viên này, bây giờ nha, con thấy ở bên này lúc nãy là cô nói mẫu là về cái thời tiết là it's very windy rồi, đúng chưa? Nhưng mà sang bên này thì rất là lầy, tức là cái cương độ gió nó sẽ mạnh hơn, đúng không? Thì mình có thể nói cái sự thay đổi thời tiết đầu tiên này, được chưa? Là gì? The wind is strong, cơn gió này rất là mạnh, được chưa? Và the girl loses her cat, và the girl đã gì? Đã đánh mất cái rượu của cô ấy, được chưa? And và nói câu đó, câu cái này có nói the kite is flying away, cái con rượu đã bay đi mất. Đó. Là gì? The man is, đây là cái gì đấy? Chân này jumping, đúng không? Đang nhảy lên, đúng không? And he's trying to catch the kite. Đó. Chứ không thể là he catching được, anh ấy đang bắt. Ở đấy là đang cố bắt. He's trying to catch the kite, but he can't get it. Nhưng anh ấy không thể lấy nó được. He can't get it. Và the girl đang làm gì đấy? Đang lấy tay như thế nào đấy? Ta có từ gì? Vẫy tay ta có từ gì? Có những cái từ vựng cơ bản mà ta đang bị quên hết đấy. Waving. The girl is waving goodbye to her kite, and she is sad. Được chưa? Còn sau hai cái đoạn này, bức tranh này thì ok. Bức tranh này thì mình có thể nói the man and the girl are walking down the road. The girl so sad and the man trying to make her happy, đúng không? Và bố thì ta đang rất là cố gắng để làm bạn em vui vẻ, được chưa? Đến đây này, bây giờ chưa nói đến là the girl pointing. Câu đó thì đúng, nhưng bây giờ mình phải chuyển cảnh. Đang nói ở the road thì đấy là gì? The girl and the man get home. Hai người này đã về nhà rồi này, đúng chưa? Hoặc là khi có thể nói the man and the girl are at home, đúng chưa? Get home. Và mình sẽ nói là cái vị trí của con diều, được chưa? The kite is in the tree outside. The girl, sau đó mình nói the girl is pointing at her kite, được chưa? Sau mình nói the girl is pointing nè. Tại sao con nói cái câu cuối cùng được? The man is surprised, được chưa? To see the kite again, được chưa? Đó, tức là khi mà mình phải chuyển cảnh ra một này, là mình phải nói về vị trí khác nhau của những cái cảnh đó. Và sự thay đổi của thời tiết cũng thể sau đó mình nói đến từng cái chi tiết ở trong cái bức tranh á. Ok? Now look at these four pictures. One is different. The sweater is different because it's a thing you wear. These three pictures are places in a town. Now, you tell me about these pictures. Which one is different and why? The fish is different because the pencil, the eraser, and the ruler are at the school. Are school things, but the fish is animal. It's an animal. The car is different because the parrot, the bat, and the kangaroo are animals, but the car is
isn't the animal. Isn't an animal. The water of the glass. The glass of water. The glass of water is different because they are food. But the glass of water is drinking. No, is drink. Is drink. Không có drinking ở đây. Là một loài đồ uống, được chưa? Hoặc là mình có thể nói là gì? The milk is different because we can drink it. Được chưa? And we can eat the sandwich, the salad, and the cake. Okay, thank you. Now let's talk about you and your hobbies. What hobby do you do? Tần suất mình chơi đá bóng mà how often do you play football? Often. Football. At Monday. On Mondays. On Monday and Friday. Thế thì được. I often play football on Mondays and Fridays. Okay. Why do you like playing football? Hôm nay thì mình sẽ người ta hỏi mình là tại sao đúng không? Tại sao thích đúng không? Thì mình sẽ dùng các cái tính từ để mình trả lời. Ví dụ như exciting rồi là it can make me strong chẳng hạn để mình trả lời là được. Playing football because it makes me taller. Nó giúp tôi cao hơn chẳng hạn. It makes me taller. Okay. Now tell me about what hobby your friend does. Your friends, your best friend. Do you have a best friend? No. No? Are you really? I play football. No. Tell me about your hobby. Tell me what hobby your best friend does. Bây giờ chúng ta đang nói về hobby của best friend con. Được chưa nào? Thì đầu tiên là mình phải giới thiệu tên của best friend là gì đã? Rồi, yep. Sau đó lên đứa video xem bạn này có hobby gì? She gì? She likes playing tennis. Ok, đó, rồi là thêm một cái là how often, giống như cái này cô hỏi con á. She play tennis on Tuesday and Saturday. Đó, chẳng hạn như thế. Tức là gì? Cái phần cuối cùng á sẽ nói về một cái chủ đề gì đó. Thì những cái câu hỏi phía trên mà cô đặt câu hỏi và con trả lời chính là những cái bước để mà mình nói thành một cái đoạn văn ngắn ở cái cuối cùng để đoạn tell me about ấy. Ví dụ ở đây những câu lúc này con thấy là câu hỏi con là hobby của con là gì này? Rồi là con có thương chơi nó không này, rồi tại sao con thích nó này, là ba câu rồi đúng không? Thì đến cái câu mà người ta nói là tell me what hobby your best friend does. Đó, nói về best, nói hobby của best friend. Thì đầu tiên là cô không biết best friend của con là ai cả, thì con sẽ phải giới thiệu tên. Được chưa? Đầu tiên giới thiệu tên ạ.
My best friend is Minh Châu chẳng hạn. She ví dụ she always play tennis after school chẳng hạn. Sau khi mà ở trường thì cô ấy luôn luôn là chơi tennis này. Rồi là gì nữa? Có thể nói là she play tennis with ai đó chẳng hạn, with me hoặc là with her family chẳng hạn. Được chưa? Okay, thank you. Bye. With my teacher.